những sự tích, chuyện cổ tích dân gian đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ mang đến cho các em nhỏ những bài học bổ ích và giây phút giải trí thú vị. Bà già kia, bà cần những đồng tiền vàng để làm gì? Tôi cần một món tiền cho con trai tôi lấy vợ. Không có gì đánh đổi được tình yêu của chúng tôi đâu. Lại tình. Anh cháu chàng, anh lại tập hứng nhảy cán đích đấy ạ? Nhà vô địch tại sao lại yếu xìu thế này? Còn nước giỏi não để bảo vệ được nội cá kho khỏi lũ chuột. Tôi mặc nó chưa đến cho bác đấy. Ôi, bộ tâm mới thật oai không? Này, sao mới lấy chơi đi? Các em đi đâu mà vội vàng thế? Không phải lúc nào anh cũng rảnh rỗi đâu nhá. Mà em cũng càng giống anh đấy. Trong những cái bụng căng tròn kia là nguồn dinh dưỡng quý giá dành cho kiến ấu trùng mới nở. Nhưng tôi biết đàn mối sẽ tan tác nếu không có mối chúa. Hoạt hình Việt Nam phát sóng vào lúc 7:30 hàng ngày trên kênh An.